Thúy Ngân và Trương Thế Vinh lại bị soi đi bơi cùng nhau, khung cảnh và thời gian y hệt. Mới đây Trương Thế Vinh đăng bức ảnh cởi trần đi bơi tại một khu nghỉ dưỡng sang chảnh. Đáng nói là cư dân mạng còn phát hiện Thúy Ngân cũng check in tại một hồ bơi có khung cảnh và thời gian về chiều giống với ảnh Trương Thế Vinh đăng tải trước đó. Chính sự trùng hợp của cả hai khiến dân tình không khỏi thích thú. Tuy nhiên có không ít người cho rằng bối cảnh của hai bức ảnh khác nhau, phải chờ người trong cuộc lên tiếng mới hiểu rõ sự tình. Chuyện tình cảm giữa Trương Thế Vinh và Thúy Ngân luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dù chưa lên tiếng hẹn hò, những người hâm mộ vẫn từng soi ra 7749 hiên của cặp đôi cho thấy cả hai thân thiết trên mức bạn bè. Netizen còn tích cực đẩy thuyền cho Trương Thế Vinh cưa cẩm Thúy Ngân. Trương Thế Vinh là nam ca sĩ, diễn viên, MC đa tài của làng giải trí Việt. Trước khi bị đồn đoán hẹn hò Thúy Ngân, anh từng có mối tình đẹp với nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương. Về phần mình, Thúy Ngân cũng là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn. Cô ghi dấu ấn với công chúng qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình đình đám, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Số Độc Đắc, Hải Đường Trong Gió. Mới đây, cô cũng xuất sắc giành giải Mai Vàng nhờ vai diễn trong phim Cây Táo Nở Hoa.